Và phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các khái niệm về copy, instance và reference. Thì cả ba khái niệm này nó đều giống nhau ở cái điểm là nó là copy, có nghĩa là sao chép vật thể từ vật thể gốc này ra như thế này. Nó giống như việc mình nhấn Ctrl C hay là Ctrl V trong Windows Explorer vậy. Thì việc copy thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn nhấn Shift, giữ giữ phím Shift, sau đó rồi các bạn chỉ cần kéo nó ra một một cái tọa độ nào đó mà các bạn mong muốn, thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng tên là Clone Option. Ở cái bảng này người ta sẽ hỏi các bạn là có copy, instance hay reference không. Thì tạm thời thì mình sẽ chọn là copy, mình sẽ nói là copy trước. Về số lượng các bạn copy thì các bạn có thể nhấn từ bao nhiêu số mà các bạn muốn cũng được. Ví dụ như ở đây mình chọn là một, nếu là hai thì cái vật thể mà các bạn nhân bản lên nó sẽ ở cái vị trí tiếp theo cái vị trí đầu tiên nó như thế này, có một cái khoảng cách rất là đều, và cứ 100 cái như vậy thì nó cũng sẽ có một, nó chia khoảng cách là 100 cái. Thì đó là copy. Cách thứ hai đó chính là các bạn nhấn Ctrl V. Khi các bạn nhấn Ctrl V nó cũng xuất hiện ra cái bảng gọi là Clone Option. Ở cái bảng này thì cũng giống cái bảng trước thôi, nó là một, chỉ là thao tác khác nhau thôi. Thì mình sẽ chọn là copy. Nhưng mà lúc này nó sẽ không hỏi các bạn là nó có bao nhiêu cái object được mà bạn muốn tạo ra, thì nó hơi hơi bất tiện một chút xíu. Các bạn chỉ có một cái thôi, sau mà nó cũng nằm ở ngay cái tọa độ của vật thể gốc nên các bạn phải kéo nó ra như thế này. Thì tùy trường hợp mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn sẽ sử dụng nhấn phím Shift để kéo vật thể ra, hoặc là nhấn phím Ctrl V sau đó là tự các bạn kéo vật thể ra. Mình không nhất thiết thì các bạn phải sử dụng Move Tool, có nghĩa là cái này các bạn cũng có thể sử dụng Rotate để các bạn nhân nhân bản nó ra như thế này, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng Scale. Đó, cái lợi của phím Shift là các bạn thao tác được nhiều hơn. Đấy, ví dụ như thế này. Tiếp theo là Instant. Bây giờ thì mình cứ chọn nhấn phím Shift và kéo nó ra. Còn nó hỏi gì thì mình Instant. Mình chọn Instant. Rồi mình sẽ giải thích sau. Còn Reference cũng vậy. Reference mình cũng kéo ra. Thì nó hỏi cái gì thì mình chọn Reference. Rồi. Thì bây giờ phần Copy. Ở trong mục Copy, nếu như bạn thay đổi các giá trị ở cái khối bốc này trong bảng modify thì hầu như là vật thể thứ hai này nó không thay đổi. Tức là mỗi vật thể này là mỗi vật thể độc lập. Còn riêng với instance thì nếu như các bạn thay đổi các giá trị của vật thể như mình đang thay đổi đây, thì vật thể mà các bạn vừa mới copy ra, copy dạng instant ra nó cũng sẽ thay đổi theo. Tất cả các giá trị này thay đổi như thế nào thì giá trị này cũng thay đổi như vậy, không khác gì, nó giống như là hai anh em sinh đôi vậy. Còn riêng với việc reference thì reference nó cũng giống như instant thôi các bạn. Nếu như các bạn thay đổi các giá trị này như thế nào ở vật thể gốc thì vật thể mà các bạn vừa mới copy dạng reference ra nó cũng thay đổi y chang như vậy. Tuy nhiên các bạn nên hãy chú ý đó chính là cái vật thể mà các bạn vừa mới copy ra nó sẽ có một cái vạch trắng. Đây mình ấn vào cái này nữa, các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái vạch trắng. Thì từ cái vạch trắng này trở xuống thì nó giống như là instant. Từ cái vạch trắng này trở lên nó sẽ giống như copy. Để giải thích cụ thể hơn thì mình sẽ trong cái bảng modify list này mình nhấn phím mũi tên và cho nó xuống, và mình sẽ chọn một trong những cái gọi là object space modifier.
Thì ở đây nó cho phép mình chỉnh sửa những cái thông số hoặc là những cái biến dạng của cái vật thể này. Mình tạm thời mình sử dụng bend cho nó đơn giản. Bend tức là uốn cong. Mình sẽ uốn theo cái trục x này, nó cong xuống như thế này thử. Ví dụ như thế này. Đấy. Đó. Sẽ cong như thế này. Thì từ cái vạch trắng này trở xuống thì nếu mình thêm bất kỳ một cái modify nào, mình chọn cái này cũng được mà mình chọn cái này cũng được, thì vật thể còn lại nó sẽ thay đổi theo. Đấy, giờ mình sẽ copy nó ra một cái instance nữa, à một cái reference nữa. Đấy, mình sẽ uốn cong nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên ở đây giả sử mình chọn một cái modify khác tên là edit poly chẳng hạn. Đấy, edit poly có nghĩa là trên vạch trắng thì mình sẽ cầm những cái điểm này, tất cả những cái điểm này gọi là vertex là điểm, kéo lên. Đấy, thì cái vật thể mà mình chọn là reference ban đầu bên gốc nó không thay đổi. Tại vì sao ạ? Thì vì nó trên vạch trắng rồi. Nếu là trên vạch trắng thì những vật thể này nó sẽ giống như copy, có nghĩa là nó có một cái đặc tính đặc độc lập, không liên quan gì đến vật thể gốc nữa. Trên vạch trắng là như vậy. Còn cái vật thể mà mình vừa mới copy dạng reference thứ hai này á, nó sẽ có hai cái vạch trắng, như các bạn thấy hai cái vạch trắng. Đấy, vạch trắng thứ nhất và vạch trắng thứ hai. Vạch trắng thứ nhất là dành cho vật thể gốc, là để độc lập với vật thể gốc. Cái vạch trắng thứ hai á là độc lập cho chính nó. Giả sử như bây giờ mình thêm một cái edit poly nữa, nghĩa là cho phép chỉnh sửa. Edit là cho chỉnh sửa, poly poly tức là những cái miếng, những cái vật thể trong 3D á, thì nó có một cái danh từ riêng gọi là poly. Mình sẽ nói kỹ hơn ở trong trong bài giảng modifier. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái những cái điểm này, mình kéo nó lên như các bạn thấy. Cái vật thể mà mình reference đầu tiên không thay đổi. Bởi vì vật thể thứ ba này, coi như là vật thể mà gọi là vật thể reference thứ hai, đây reference thứ nhất, cũng nó chỉ độc lập ảnh hưởng riêng một mình nó thôi, không thay đổi cho bất kỳ ai cả. Rồi, thế bây giờ mình quay lại band, band chung hết tất cả ba cái, như các bạn thấy, đó, nó ảnh hưởng hết luôn. Thì nói sơ qua nhìn như vậy thôi. Sau này khi các bạn sử dụng trong những cái bài ví dụ cụ thể của mình thì mình sẽ giải thích kỹ hơn. Còn về mục đích mà mình muốn nói chính ở đây chính là cái dung lượng RAM mà các bạn sử dụng trong cái scene mà chứa rất là nhiều cái vật thể này thì instant là tốt nhất. Tại vì sao ạ? Nếu như các bạn copy, giả sử như copy cái vật này ra nó giống nhau, nhưng các bạn để ở chế độ copy như thế này thì ba vật thể này là ba vật thể riêng biệt và sẽ lấy ba lượng RAM trong máy tính của bạn giống nhau, có nghĩa là nó gấp 3 lần. Nhưng giả sử như những cái instance này các bạn copy ra thành 6 cái thì RAM của các bạn chỉ lấy có một cái thôi. Những vật thể này nó đều coi như là hiểu là giống nhau mà, nên nó còn tối ưu RAM là khi các bạn làm việc máy của bạn sẽ rất là nhẹ. Reference cũng vậy, nhưng mà reference thì nó nặng hơn một chút, có nghĩa là xếp theo thứ tự mà lấy RAM của máy tính. Copy là lấy nhiều nhất, reference là lấy thứ hai, instant là ít nhất. Đó là cái mục đích của cái bài giảng này, là mình sẽ nói trọng tâm là như vậy.
Còn về những thay đổi của nó thì mình cũng đã giải thích rồi.